Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơm món ăn ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món gà hấp tỏi. Một món ăn ngon rất là dễ làm. Thịt gà thì rất là ngọt, ngon, hơi dai dai nhưng mà ăn rất là bổ dưỡng luôn. Còn tỏi thì nó giòn, vị hương thơm, rất là đặc trưng. Rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món gà hấp tỏi rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và rất là được ưa chuộng lắm luôn, nhất là trong bữa tiệc gì đó. Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có: hôm nay mình sử dụng một con gà, gà này khoảng 1,6 kg, gà rất là to. Gà này là mình nuôi ở vườn luôn nha quý vị, nó ăn cơm nguội không à, cho nên nó rất là mập, rất là siêu thịt luôn. Các hạt tiêu đen, các cọng hành lá, hai trái ớt to và nguyên liệu không thể thiếu đó là tỏi, rất là nhiều tỏi luôn, củ hành tím và các trái ớt hiểm, sả tế. Gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát và nước mắm. Các nguyên liệu và các gia vị thì cũng rất là đơn giản và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì các hạt tiêu đen mình sẽ cho vào trong cái cối. Hôm nay mình sử dụng khoảng một muỗng canh tiêu đen. Rồi sau đó mình tán nhuyễn ra luôn. Và sau một hồi mình tán cũng rất là nhuyễn các hạt tiêu đen luôn nè quý vị. Để nữa mình làm cái phần ốp gà nha quý vị. Các củ hành tím thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Để nữa mình làm cái phần ốp vào gà. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Để nữa mình làm các gia vị ốp vào gà. Phần gia vị ốp vào gà cũng rất là quan trọng nha quý vị. Nó cũng có thể quyết định gà hấp tỏi của mình ngon hay không. Hai trái ớt to thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn. Mình sử dụng ớt sừng trâu nha quý vị. Ớt này cũng rất là cay. Đó, mình sắc nhỏ ra rồi. Mình băm cho nó thật là nhuyễn ra. Và các trái ớt hiểm thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn. Để nữa mình làm cái phần muối ớt. Gà hấp tỏi của mình sẽ chấm với muối ớt nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ làm phần muối ớt luôn. Mình cho khoảng 3 muỗng muối cục vào. Muối ớt thì mình nên làm muối cục nha quý vị. Thì nó sẽ rất là ngon. Và cái phần ớt sắc nhỏ hồi nãy nè quý vị, mình cho vào. Rồi sau đó mình lấy cái chày, mình tán nhuyễn ra. Mình đâm nó sẽ ngon hơn nha quý vị. Muối ớt thì mình nên làm muối cục là ngon nhất. Và sau một hồi, dĩa muối ớt của mình đã xong rồi nè quý vị. Cũng rất là đơn giản. Và cái phần tỏi hành tím mình cho vào trong chén rồi. Bây giờ mình cho tiêu xay vào. Cũng khoảng hơn một muỗng cà phê tiêu xay đó quý vị. Rồi mình cho khoảng một muỗng cà phê muối bọt vào. Khoảng một muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng một muỗng cà phê bột niêm. Đường cát thì mình cho khoảng một muỗng canh đường cát vào. Và nước mắm thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng canh nước mắm vào. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị. Mà mình làm cái phần nước ớt vào sao cho vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình. Và sả tế thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng canh sả tế vào. Sả tế thì nó làm cho gà của mình tạo nên cái màu sắc đẹp hơn nha quý vị. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong chén rồi thì mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị nó hòa lẫn vào nhau. Rồi hồi mình sẽ ốp vào trong gà. Và cái phần ớt băm này quý vị, mình cho vào hết luôn. Rồi mình trộn đều lên luôn. Cái phần gia vị mà mình làm ốp á quý vị, vào gà rất là quan trọng nha quý vị. Và nguyên gà nè quý vị, mình sẽ cho nguyên chén gia vị vào. Mình cho lên trên mình gà, gần hồi mình sẽ tha đều
lên mình gà luôn nha quý vị, cái phần nước ớt mình cho hết lên mình gà luôn. Rồi sau đó mình sẽ đeo qua tay vào, rồi mình chà các gia vị lên mình gà, mình tha đều gà luôn nha quý vị, mình tha bên ngoài trước, gần hồi mình sẽ đưa vào trong bụng gà luôn. Khi mà mình cho các gia vị vào mình gà rồi quý vị, rồi mình để khoảng 30 phút trước khi mình hấp nha quý vị, tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ thấm càng sâu vào gà, rồi sau đó mình hấp với tỏi nó sẽ rất là thơm ngon và rất là đậm đà luôn. Tỏi thì nữa mình sẽ cho vào trong bụng gà luôn, mình cho bề ngoài trước, gần hồi mình sẽ cho vào trong bụng gà luôn, tại vì lúc mình hấp á quý vị thì các gia vị nó sẽ thấm từ ngoài vào trong, rồi thấm từ trong bụng hấp ra nữa, nên nó sẽ rất đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. Đó, cái phần nước ớt mà mình đã hà đều gà rồi, nó còn dư ở phía ngoài quý vị, thì mình múc mình cho vào trong bụng gà luôn. Đó, và sau hồi thì cái phần ớt gà cũng đã đều rồi, và mình cho tỏi vào trong bụng gà luôn, mình cho sẵn vào trong bụng gà luôn nha quý vị, hồi mình chỉ hấp thôi. Đó, mình sửa gà cho nó ngay ngay lại, gần hồi mình sẽ cho vào trong cái nồi mình hấp. Và bây giờ mình bắt cái nồi lên, mình cho nước vào, mình cho cũng khoảng 1 lít nước vào nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho cái inox vào, cái inox vào, rồi mình cho gà vào, gà mình bỏ trong cái dĩa bự bự nha quý vị, cũng vừa vào cái nồi luôn. Nếu nhà quý vị mà có cái sừng hấp thì mình có thể mình bỏ vào trong cái sừng hấp nha quý vị, còn không thì mình bỏ vào trong cái dĩa rồi mình để vào trong cái nồi mình hấp luôn, cũng rất là ngon. Gà thì nãy giờ mình để cũng đã hơn 30 phút rồi, các gia vị thì cũng đã thấm rất là sâu rồi đó quý vị. Và bây giờ mình đậy nắp lại. Đó, và sau nãy giờ mình hấp đó quý vị thì cũng khoảng gần 30 phút rồi, gà chưa có chín nha quý vị, mình chỉ hâm chừng thôi. Và sau một hồi hấp cũng khoảng 45 phút rồi đó quý vị, và bây giờ mình giở nắp ra, và gà hấp tỏi của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Và mình muốn chắc chín hay chưa, mình lấy chiếc đũa mình sẽ xơm vào cái phần thịt gần phía đùi gà đó quý vị. Đó, đã lụng rồi, và gà hấp tỏi của mình cũng đã vừa chín tới rồi đó quý vị, thì mình sẽ cho cái phần hành lá cộng vào, rồi mình cho các trái ớt vào, chủ yếu là mình tượng trưng cho nó đẹp mắt thôi, nhìn đẹp mắt thì nó thu hút hơn và ngon hơn. Và bây giờ mình đậy nắp lại, mình hấp thêm khoảng 1 phút nữa là được rồi. Và sau thời gian, tổng thời gian mà mình hấp đó quý vị cũng khoảng hơn 45 phút, và giờ gà hấp tỏi của mình cũng đã chín rồi, thì mình sẽ gấp gà luôn nha quý vị. Mình lấy hai cái muỗng mình gấp nguyên cái dĩa gà hấp tỏi ra luôn, nó trông rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình sẽ xé nguyên con gà ra luôn nha quý vị, mình xé cái đùi ra trước. Và gà hấp tỏi của mình cũng đã chín rồi, mình để nguội tí xíu thì mình hãy xé ra nha quý vị, để hồi nó nóng như lắm luôn. Mình xé hai cái đùi trước, rồi sau đó mình xé các cái cánh và cái phần thịt ra luôn nha quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy hai cái đùi rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình xé cánh ra luôn, rồi thịt ra luôn. Cách làm mà gà hấp tỏi thì cũng rất là đơn giản, rất là ngon, rất là dễ làm. Và hay về tổng thời gian mà mình làm thì cũng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, và có món gà hấp tỏi khỏi phải nói, ăn ngon tuyệt vời lắm luôn. Đó, và sau một hồi mình đã xé hết nguyên gà ra đó quý vị, nguyên dĩa gà hấp tỏi này quý vị, trông rất là hấp dẫn. Thịt gà thì rất là ngọt ngon, hơi dai dai, nhưng mà ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng lắm luôn. Còn tỏi thì nó rất là giòn, vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi mình chấm với muối cục nè, rồi ớt nè,
mình băm nhuyễn ra chấm với muối ớt rất là ngon tuyệt. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị, một món ngon rất là dễ làm, gà hấp tỏi rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn hay bữa tiệc gì đó. Rồi, kênh món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều.